Chào mừng bạn đến với kênh YouTube Bản tin 24 giờ. Hãy nhấn đăng ký và like để ủng hộ mình nhé. Cảm ơn các bạn và chúc các bạn có những giây phút thư giãn vui vẻ. Đánh bại Brazil, Argentina lên ngôi vô địch Copa America 2021. Bàn thắng duy nhất của Di Maria trong hiệp 1 đã giúp Argentina đánh bại Brazil 1-0 trên sân Maracanã, qua đó lên ngôi vô địch Copa America 2021. Argentina nhập cuộc tự tin khi đối diện Brazil trên sân Maracanã và chơi sắc sảo hơn ở đầu trận. Sự tinh quái của Argentina đã được thể hiện với bàn thắng mở tỷ số của Di Maria ở phút 22. Trong suốt thời gian còn lại, Argentina chủ yếu chơi phòng ngự phản công trong khi Brazil liên tục tạo ra tình huống nguy hiểm. Neymar, Richarlison rồi Gabriel đều có cơ hội, nhưng không thể một lần hạ thủ môn Emiliano Martinez. Lionel Messi đã có trận đấu không ấn tượng, nhưng các đồng đội của anh như thủ môn Martinez, trung vệ Otamendi, tiền vệ Di Maria, Sepol đã có trận đấu xuất sắc. Argentina bảo toàn chiến thắng 1 không sau 90 phút trên sân Maracana, Argentina chính thức lên ngôi vô địch Copa America 2021 ngay trên đất Brazil, sau khi thắng đối thủ trong trận chung kết. Los Abilete đã vô địch năm Mỹ sau 28 năm chờ đợi và quên đi thất bại trong 4 trận chung kết Copa America gần nhất, 2004, 2007, 2015 và 2016. Thùy Anh